Quý vị và các bạn đang theo dõi tin nóng bóng đá của bóng đá 24h.vn. Hôm nay hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin tức bóng đá hot nhất trong 24 giờ qua. Thi đấu bế tắc, Liverpool xa lầy tại Tây Ban Nha. Làm khách của Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, Liverpool có đầy đủ binh hùng tướng mạnh. Dù được dự báo sẽ có một trận đấu khó khăn, nhưng nhiều cổ động viên The Kop vẫn tin tưởng vào thầy trò Jurgen Klopp sẽ có một kết quả tốt trước trận lượt về. Tuy nhiên, 90 phút diễn ra tại Wanda Metropolitano đã diễn ra không như kỳ vọng của người hâm mộ Liverpool. Đoàn quân của Jurgen Klopp đã có một trận đấu khó khăn trên lối chơi phòng ngự kín kẽ và có tổ chức cao thường thấy của Atletico Madrid. Không những không thể có được dù chỉ là một bàn thắng, Liverpool còn phải nhận bàn thua và cũng là pha lập công duy nhất của trận đấu ở ngay phút thứ tư khi Sonny Gwet đệm bóng cẩn thành đánh bại Alisson Becker. Dù thua trận, nhưng cơ hội đi tiếp là vẫn còn đối với Liverpool khi họ sẽ được đá lượt về trên sân nhà sau đây 3 tuần. Haaland lại tỏa sáng, Dortmund đả bại Paris Saint-Germain. Dortmund và Paris Saint-Germain là hai đội bóng có lối chơi tấn công. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, chỉ có Dortmund là đội nhập cuộc đúng với phong cách của mình, trong khi đội khách Paris Saint-Germain lại tỏ ra thận trọng. Điều đó khiến cho hiệp đấu đầu tiên diễn ra không quá sôi nổi và cũng không có bàn thắng nào được ghi. Chỉ khi bước sang hiệp 2, bắt đầu từ tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên của Mbappe bên phía đội khách ở khoảng phút 60, trận đấu mới bắt đầu diễn ra sôi nổi hơn. Phút 69, Erling Haaland có mặt đúng chỗ để đá bồi, mở tỷ số cho Dortmund. Phút 75, Paris Saint-Germain trả lời với bàn gỡ hòa của Neymar sau đường chuyền dọn cỗ của Mbappe. Nhưng chỉ 2 phút sau, lại là Haaland tỏa sáng với cú đá đại bác tầm xa, ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà Borussia Dortmund. Đây cũng là pha lập công thứ 10 của chân sút người Na Uy tại Champions League mùa này. Kết quả 2-1 nghiêng về Dortmund khiến trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 11 tháng 3 tới đây hứa hẹn sẽ diễn ra sôi nổi bởi Paris Saint-Germain dù sao cũng có được một bàn thắng sân khách để làm vốn. Pep Guardiola dằn mặt cầu thủ đòi nổi loạn rời Man City. Nửa xanh thành Manchester sau hai mùa liên tiếp thống trị Ngoại hạng Anh và đang hướng tới danh hiệu vô địch C1 lần đầu tiên trong lịch sử thì họ lại bất ngờ nhận đòn trừng phạt từ UEFA, bị cấm dự Champions League hai mùa kế tiếp vì vi phạm luật công bằng tài chính. Trong lúc Manchester City gấp rút làm đơn kiện kháng án lên tòa án trọng tài thể thao quốc tế thì không ít vấn đề được đặt ra với khả năng Pep Guardiola có hợp đồng đến tháng 6 năm 2021 cùng hàng loạt ngôi sao cộng cán tháo chạy khỏi Etihad. Tuy nhiên, theo tiết lộ của nhà báo KV Sohankon của Sky Sport, Pep Guardiola đã nói với các cầu thủ Man City trong lúc dầu sôi lửa bỏng rằng: "Dù Man City có đá ở giải nào, kể cả là giải hạng 3, tôi vẫn sẽ ở lại. Chúng ta cần đoàn kết để cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn này." Người đại diện của Pep Guardiola thừa nhận, trong hợp đồng có điều khoản cho phép cựu thuyền trưởng Barcelona có thể ra đi vào mùa hè này, nhưng ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng. Mourinho méo mặt vì chấn thương của Son Heung-min. Theo Independent, thì câu lạc bộ Tottenham đã xác nhận rằng tiền đạo Son Heung-min bị gãy xương tay phải và buộc phải phẫu thuật. Đội ngũ y tế của Spurs đánh giá đây là một chấn thương nặng và dự đoán tiền đạo này sẽ phải mất vài tuần để bình phục hoàn toàn. Tottenham sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian sắp tới đây bởi họ sẽ không có được sự phục vụ của cả hai tiền đạo tốt nhất của mình, đó là Son Heung-min và Harry Kane vì chấn thương. Bộ đôi này đã đóng góp 20 bàn thắng cho đội bóng Bắc London ở Premier League tính cho tới lúc này của mùa giải. Cá nhân cầu thủ người Hàn Quốc có thực hiện 7 đường kiến tạo và là người góp dấu giày nhiều nhất cho các bàn thắng của Tottenham. Trong quãng thời gian Harry Kane dính chấn thương, Son Heung-min chính là đầu tàu giúp Tottenham giành những điểm số quan trọng. Cựu cầu thủ Leverkusen đã ghi 6 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất, giúp Spurs giành 13 trên tổng số 15 điểm, qua đó áp sát nhóm dự Champions League. Thông tin này chẳng khác nào thảm họa đối với huấn luyện viên Jose Mourinho, ngay cả khi ông đã được bổ sung hai tân binh chất lượng là Steven Bergvall và Gerson Fernandes, bởi Son Heung-min đơn giản là không thể thay thế ở vị trí của mình với khả năng ghi bàn, kiến tạo và dẫn dắt các đồng đội trong trận đấu. Figo thả thính gã Mbappe về Real Madrid. Kylian Mbappe đang là một trong những cái tên tạo nên sức hút lớn nhất làng túc cầu vào lúc này. Đó là lý do tại sao Real Madrid rất muốn có anh nhằm xây dựng một giải ngân hà mới. Chung quan điểm với ban lãnh đạo Real Madrid, mới đây cựu danh thủ Luis Figo cũng cho rằng Mbappe sẽ trở thành mảnh ghép phù hợp dành cho câu lạc bộ hoàng gia. Trên RMC Sport, huyền thoại người Bồ Đào Nha bày tỏ: "Mbappe là một cầu thủ trẻ, một trong những ngôi sao hàng đầu và đắt giá nhất thế giới. Do đó, cậu ấy cần phải đến với một đội bóng không gặp vấn đề về tài chính. Tôi không biết có bao nhiêu đội bóng có đủ khả năng chiêu mộ cậu ta, nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ là chiếc ký chất lượng dành cho Real Madrid." Công thần Chiellini sắp gia hạn hợp đồng với Juventus. Chiellini đã dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong một buổi tập hồi đầu mùa.
Gần nửa năm trôi qua, lão tướng sinh năm 1984 đã thi đấu trở lại. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong chiến thắng 2-0 của Juventus trước Brescia tại vòng 24 Serie A. Khoảnh khắc phút 78 khi Chiellini vào thay Leonardo Bonucci đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ các khán đài. Và khi đã có thể trạng sung sức, Chiellini đã sẵn sàng tính đến kế hoạch lâu dài hơn. Cụ thể, trung vệ này đã đồng ý các điều khoản mới với Juventus để gia hạn thêm 1 năm nữa trong bối cảnh hợp đồng hiện tại sẽ hết hiệu lực vào mùa hè tới đây. Các giấy tờ liên quan đã sẵn sàng và chỉ còn thiếu chữ ký của trung vệ kỳ cựu này để hợp thức hóa. Đây rõ ràng là một tin tức đáng mừng cho huấn luyện viên Maurizio Sarri, người đang tìm kiếm sự ổn định ở hàng thủ của Juventus. Lampard xác nhận Chelsea mất Kante cho đại chiến Tottenham. Huấn luyện viên Frank Lampard mới đây xác nhận Chelsea sẽ mất Kante trong trận đấu với Tottenham Hotspur vào cuối tuần này. Tiền vệ ngôi sao của Chelsea chỉ đã được vỏn vẹn 10 phút trước khi rời sân ở cuộc tiếp đón Manchester United rạng sáng qua 18 tháng 2. Thiếu vắng Kante, Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 ngay trên sân nhà. Trở lại phỏng vấn sau trận đấu, huấn luyện viên Frank Lampard đã lên tiếng xác nhận. Sau những gì đã xảy ra thì chắc chắn Kante sẽ không thể ra sân vào thứ Bảy tới đây. Trước đó, huấn luyện viên người Anh cũng cho hay Kante đã gặp chấn thương cơ khép và phải chờ tiến hành chụp phim mới biết được mức độ nghiêm trọng. Như vậy, danh sách chấn thương của đội bóng thầy London giờ đã dài hơn. Trước Kante, Chelsea đã mất Christian Pulisic, Callum Hudson-Odoi và Tammy Abraham. Các bạn vừa cùng bóng đá 24h.vn điểm qua những tin tức bóng đá hot nhất 24 giờ qua. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!